tôi có thằng này tới mà giờ nó bỏ đi qua hát cái đâu trời. Tuấn ơi! Ai rồi vậy? Kêu Tuấn mà. Tuấn! Dạ! Dạ! Cái kêu con, có tiền con không? Có tiền hả? Dạ! Tiền! Nó có! Tiền mà giỡn tao hả? Tuấn chưa nghe đâu tiền, ai dặn kêu ra đánh mình? Tao đi chuẩn bị đánh mày nè. Còn không thế hả? Hồi sáng giờ mày đi đâu? Hồi sáng giờ là con bận đi, đá bóng. Tụi mày bóng lắm, gặp bóng gặp đá à. Bóng nè, đá đi con. Chi vậy? Dạ. Bóng mày. Ở nhà đánh nó có chữ bóng. Cấm nó chữ bóng. Cái gì mà liên quan cái bóng đằng được nói. Là sao? Ví dụ cái bóng đèn. Cái bóng đèn mày phải nói là cái đèn. Ủa dạ? Rồi con hiểu rồi. Cái đèn. À. Ba đê. Trời ơi, tao đã cấm nó cho bóng rồi, không có chơi đê nữa. Cái nhà này cái gì không cấm được đâu. Biết hôm nay ngày gì không bỏ đi chơi. Biết sao biết. Sao đây nói chuyện. Hôm nay ngày gì? Bữa nay là thứ bảy. Ngu. Dạ. Ngu mày ngu. Đó, nó có nói thiệt mà. Con nói đúng là sao đánh con hoài á. Cái ngày này có con bà. Dạ tao nói chuyện. Ồ, có bà cái đánh tao hoài à. Không đánh tao hỏi hết là con đi phải nay thứ bảy không? Phải nay thứ bảy không bà con? Điều kiện. Đó không? Ai biết ngày thứ bảy? Tao hỏi ngày gì? Cái ngày gì? Ai biết ngày gì? Bây giờ mày biết hả? Ngày gì ạ? Sinh nhật của tôi. Ồ thôi. Sinh nhật hẹn chiến của Hòa của ta. Đó mà ông nhớ lộn rồi ông ơi. Gì? Sinh nhật của ông á, chung của tôi. Ủa mày nhớ sinh nhật ta sao? Sao không nhớ? Rồi nên sinh nhật năm nào con cũng rửa chén muốn chết, sao không nhớ được? Ủa sinh nhật tao ngày nào? Năm tháng 7. Ê sao mày nhớ dài mới nhỉ? Ông biết cái ngày nó vui lắm á. Ờ. Cái ngày đó là ngày cứu hồn. Cứu gì cứu hồn? Cứu hồn. Cứu hồn. Mày nói tôi cứu hồn cái chó. Nhớ gì mày cũng đấm mình. Cái này. Mày mời hết ca sĩ về cho tao. Ờ có. Bữa nay xin đẹp ông mà mời ca sĩ luôn. Ờ. Không nghe đi. Ừ không nghe vậy đó. Tao thì giàu mà. Giờ mày mời hết ca sĩ à. Mời những người nào mà đẹp trai rồi mời đến tao. Mà mời ai vậy ông? Vũ Lưng. Đó có. Nói ai đẹp trai tao chịu à. Ngọc Sơn. Ngọc Sơn. Đường Vũ. Đường Vũ. Ôi. Vậy đó. Mày không Vũ chặt luôn hả? Đẹp trai là mời lại hết cho mày. Đẹp trai mà hết luôn. Ừ. Ôi mà mời nhiều. Vậy là nhiều tiền lắm hả ông? Như tiền mày. Chứ sao? Mời đi kiếm đó ông hút mấy mà bộ nhân cũng trả tao đâu. Chết cha vậy tao tưởng lại hát từ thiện. Cái nhà ông ăn như cái chùa. Hát từ thiện. Mày chạy em. Ừ đó. Cái này. Mày nhỏ lắm. Thằng này thằng nào? Thằng này là em tôi ở sớm á. Vô nhà không phải ai nhân đợi không dạy. Sao bắt đầu hả? Ừ. Trời ơi đây nè, tôi nói cho nghe. Nhìn ông là biết ông làm sinh nhật, ông sợ tốn tiền phải không? Chứ sao không ảy? Trời ơi. Con chỉ ông cách này là ông làm sinh nhật không có tốn tiền. Vì mà bà con lì xì ngược lại ông luôn. Làm sinh nhật không tốn tiền. Ừ. Bà con lì xì ngược lại tao. Đó. Tao chịu cái này lâu lắm rồi nè. Hiểu rồi. Ê, làm cách nào chỉ coi. Ông làm á, cây nhà lát vườn đi. Làm sao? Nghĩa là sinh nhật ông á. Còn hát. Từ từ. Ông hát. Tao hát. Dạ. Tôi cho tiền góp anh Nguyễn tôi hát cho. Tôi chửi lộn đúng không? Ông không đi hát. Tao không đi hát không? Con dạy con. Được không? Nậu. Trời ơi, khi dễ con hoài, nó phải nổi cho nghe. Trước khi mà con do ở đạo cho ông á. À. Con là cái hát cải lương. Trời ơi. Mày hát cái hát cải lương thiệt hả? Chắc chắn luôn. Ê, mày hát đi mày. Mày hát cải lương, tao hát cải lương lắm. Dạ em hát cải lương. À. Nhưng mà con nói trước nha. Cái gì? Con khó lắm à. Khó gì? Con chạy ông mà ông làm không được là con giết ông đó nha. Giết, trời ơi, giết. Xin lỗi mẹ, hợp 1 biết 10 luôn nè mày con. Hợp 1 biết 10 hả? À. Đây nè, giờ muốn học cái lương cái gì? À. Ông đưa chạy đây. Gì vậy? Thì ông đưa chạy đi lâu quá. Đưa chạy là làm gì? Để nhận đất. Mày đánh ăn đánh ông mày khùng nữa mày tao chủ mày mà thì đúng rồi hồi nào tới giờ ông là chủ của tôi à. Nhưng mà bữa nay tôi dạy ông nè tôi phải làm thầy của ông à. Ông không nghe tao nói hả nói gì không thầy đố mày làm nên à, gì hả rõ đây hả tụi mày hút tao hút gì chưa đâu
Thì là hát cái luôn phải không? Ta lương. Ông thích hát là biết là cái tôn gì nè. Mày lửa cái tôn nào mà lâm đi đi đá hát sao mà dưới người ta thương ta lên cho mỗi người 500 ngàn. Lâm ly đi đá không? Có cái tôn này lâm ly lắm nè. Có dùng ổ đó mới được nha. Có dùng ổ luôn. Ờ, tôn nào? Tôn Lan Nhà Việt. Đó, trời ơi, biết cái đó là lâm ly đâu. Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? À, nhưng mà Lan Nhà Việt mày hát ra gì? Dĩ nhiên là có hát đẹp chánh. Ra gì? Giá điểm. Cần tạo. Ông á, ông cũng hát về chánh luôn nha. Giá gì? Bà Nội Lan. Bà Nội Lan hả? Tự nhiên bà Nội Lan à? Ông nào có cái lộn. Ông đẹp gì ông hát về Lan mới đúng á. Cùng nữa. Dễ không? Chị Lan không? Dịu. Mà ông biết cốt chị Lan về đẹp không? Trời ơi, tao coi TV hàng ngày rồi mày. Coi sao? Lan về đẹp hay nó yêu nhau chứ gì? Đúng rồi. Rồi duyên nợ không thành. Đúng luôn. Con Lan buồn nó mới chết. Thằng Điểm thấy vậy nó nhảy vô nó chết luôn. Thằng hai bướm nó bay rồi mày. Người ta thấy nó hai bướm nó bay rồi mày. Bay 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 bay. Bướm nào bay? Không biết mà sao xạo. Đây nè, cốt truyện Lan Nhà Điểm đó là hai đứa yêu nhau. Đó. Rồi duyên nợ không thành. Đó. Con Lan buồn quá nó mới cạo đầu vô chùa nó con. Muốn chết hả? Chết không chết. Chết sao hả? Ờ, quên hết. Khúc này làm đi bị đáng nó không chịu hát khúc này không? Chịu. Chạm ông xuống đi. Mà làm đi luôn hả? Ông làm đi, tôi tập liền cho ông luôn. Tập đi. Ừ, anh xin việc hát hả? Ông xuống đây nè. Đó, còn giúp hát được cái gì? Đừng có ra đường trang nè. Vậy hả? Sống chứ? Sống rồi. Làm gì? Ảo đầu. Mày gì vậy? Nhưng ảo đầu không nổi. Thì ta đi tôi phải ảo đầu chứ sao? Tại đó không nghe mà là nghệ sĩ hát là mỗi lần cạo cái đầu đâu người ta chịu nổi. Chứ là sao? Nó cũng quá trang, nó kiếm nhiều bến nữa thôi, thì như cạo đầu bất vợ. Đầu cũng quá trang. Ủa là ông kết ông với tôi rồi vậy ơi. Bà con của bác biết không? Căm đường giàu mà ông kẹo lắm. Tối ngày ông ăn còn liền liền gói không à. Giết cái đứa ông như y như cọng mì á. Vậy mà sinh nhật ở đâu mà ca sĩ. Không biết tiền đâu trả. Lương của con mà ông thiếu mấy tháng ông đâu có trả đâu. Ông chỉ có tay đẹp đạn được ông thôi. Đập cái đẹp rồi móc xẻ đi á. Bởi vậy ông này là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Ngày nào cũng đánh thôi, sáng trưa chiều tối gì cũng đánh. Bên hai tôi chạy ông hát cái luôn nè. Mà ông hát không được á. Tôi sao có cơ hội tôi trả thù rồi. Bà con chờ xem nha. Xong chưa mày ơi? Ờ, tôi nhớ chuyện đồng gia liền nha. Dạ, kính thưa quý vị, kịch bản Lan Nhà Điệp xin phép được bắt đầu. Tên là anh Điệp. Trời ơi, Lan nó nhọn nhọn lên cái Điệp đâu có. Bà động cái gì, động có đạp đau quá vậy? Thôi không dở hay đâu. Tại cái tên ngu nó mới dở ra. Thôi bà không dở cho được không? Bà qua cái đó mà đứng đi. Những người kêu Lan là bà tập việc đứng bên đó đó. Đây à? Ừ. Thôi đi đứng cái mày gì ta? Ta đi giống người mẫu á. À. Thôi. Bà đứng ở đó thôi. Kêu Lan ơi là bà nhào vô hát gì mà được. Hát gì vậy? Bà không hát gì đó bà hát hả? Dễ vậy? Ừ. Ta hát là Hương mày sửa nha. Hương tôi dạy cho. Rồi, rồi, rồi. Rồi, chuẩn bị nghe Lan coi lại hát liền nha. Lan em... Anh Điệp! Làm gì Điệp xảy người ta dữ vậy? Tôi không có sợ bà. Rồi. Tôi sợ hai cái nhọn nhọn này nè. Bà tính lấy hai cái nhọn nhọn bà đâm luôn hai mắt luôn hả? Bà tính giết người bà có cổ hả? Của nó là dư về trước. Ở đó là của. Ghê gì đâu mà gặp cây, gặp sáng sáp, sáp vô. Trời ơi, Lan Nhà Điệp nhậm nhau tao mới mừng chứ. Mừng cái gì mà mừng? Ông biết cái khúc này nè, Lan đã đi tu rồi. Ờ. Mà thường thường người ta đi tu á, là người ta phải chắp tay lại. Đâu chắp tay lại coi. Tay để tấm thôi. Làm gì hớn thở hả? Người ta đi tu rồi mặt người ta phải buồn.
bắt buộc thôi. Mặc dù mình đau chết mẹ. Đứng đó nghe kêu Lan ơi là nhào vô mắt tiền nha. Sao em gì vậy? Con ơi, chưa thấy con Lan nào mà xấu như con Lan này. Ở đứng đó bà khóc đó. Nó bỏ nó tú, bà chạm bên thầm. Mày dám nó bỏ bây giờ đi. Lê bà đó, bà đó. Các tay rồi nó lòi hai cái xuống gì thấy ghê không? Lan, anh lại điệp đến tìm Lan là Lan. Thôi, có vợ rồi, tìm ta làm chi nữa. Nhưng mà đẹp còn thương Lan mà. Con tung rồi má ơi. Đừng, đừng bỏ anh Lan ơi. À gì tôi. Giờ anh đã là chồng người ta. Áo trắng nhúng tay cầm hoa. Nhát lúc quê đi hoa ca. Cùng thầy la. Lá, lá. Cho bà xin xạo bà lá. Bà lộn cha mày. Tao chủ mày đánh như con đẻ mày. Ai biểu không? Biểu gì? Con hát tại bà kia. Hát tại bà. Ồ, tao mệt đâu quá. Đứng lên hát tại tôi. Tôi biết hát, tao hát nó có như vậy. Chỉ tao không? Chỉ gì? Ba cái tụ này hát một khác vô à. Hát thì đẹp mà hát người vợ người ta. Con hát tại tôi. Mệt quá. Kiếm gì vậy? Mỗi ai cái giờ bấm cái rồi. Còn nói cái gì? Thật là nó mất nguyên thiết anh à. Có gì có buông xong rồi. Nói rồi lọt nó lấy cái đâu. Không mà nó mất đất đó mà. Coi. Ở đâu? Nó chạy là sao? Trời đất ơi, tôi thấy trên cả thế giới này của người ta ở trước không mà của ông ở sao? Bây giờ tôi yêu cầu ông nghe từ phía sau trở về phía trước. Làm vợ ông là tàu sao e thì má ơi ông không gì đâu ở từ đó tôi đàng hoàng nó ở trong nước mưa ngay giữa là chắc xin chắc ông đi thế đó tôi chưa thấy nhỏ cái nào mà nó xấu như nhỏ cái này xấu hoài. Đứng mà đưa hai cái súng bà con. Ghê. Đó, bây giờ ông về cho tôi ổn, tôi lẻ đi, tôi mệt nó quá. Rồi bây giờ ông làm thơ đi. Ờ vậy đi. Giờ tôi hát nhạc. Ờ. Vậy sao ông vô dụng cổ là người ta thương ông nè. Làm gì? Làm thơ. Vậy hãy thôi đi. Ông có biết làm thơ. Ừ, giải đi. Thôi vậy vậy đi, tôi ngâm sao ông ngâm đi, vậy là đúng à. Ờ, dễ đó nha. Dễ hả, thằng nghe nè. Chùa xa chuông đầu. Hát cái giọng đi. Ôn chữ à? Nhiều đó thôi. À, dễ quá nhỉ, hôm nãy giọng nói. Dễ thì hát đi. Chùa xa chuông đầu. Hát đâu vậy? Đổ. Ông hát đâu mà tốt cái đầu vậy? Thấp xuống. Bà đấy. Nùa. Xuống. Nùa. Xuống. Nùa. Thấp lắm. Nùa. Xa chuồng đầu. Gọi hồn hả? Ông gọi hồn ai à? Đánh gì vậy? Mày đó con, điều kiện tôi nữa. Mày đánh giờ mày đánh tao 40 cái rồi nha. Ai biểu? Ai biểu ông hát mày đã đi. Mày biết cái xuống mày đánh tao. Ông xuống vừa phải đâu chứ. Cái gì trời, cái gì đất, sao vừa tông. Tông gì? Tông gì đâu mặt rồi hả? Tao không có biết gì đâu tông. Đưa cái tay ra đây. Cái gì? Đưa cái tay ra đây. Tao tôi sáng nè, tao chỉ cho. Mày đánh tao canh kỹ đàng hoàng. Kỹ sao? Cái chỗ này nó mềm, nó không đau nè. Ừ. Mày chơi cái cũng buồn không phải. Nãy giờ mấy cái cũng buồn mà.
con chưa có kinh nghiệm. Cái thù á, thù gì? Vài lần nó có kinh nghiệm à. Đánh lâm ốc luôn rồi. Lâm ốc thì ai hiểu không? Tao hát tao bậy bạ đi. Rồi, ông hát là bậy đi. Bậy bạ đi. Một lần gì nữa thôi nghe. Ông làm không được, ông chiến cho ông ra luôn á. Nghe nè, tôi tỉ nè. Chùa xa chuông đầu. Làm gọn không làm dài quá. Ê, chùa. Tôi phải lấy cái tiền này là tôi cho người ta để lấy cái đất để cho ta đuổi mày luôn.
ông khỏi đuổi à. Tôi nghỉ luôn. Hay quá. Vậy tao hết thiết nợ rồi đó nha. Hết rồi, hết thiết nợ rồi. Bà có làm chứng cho tôi nha. Đến tiền nghỉ con. Tiền nghỉ ở ngoài với trăm ngàn nữa. Trăm ngàn đi á. Trăm ngàn thiệt đó nha. Ở trong toàn thì cúng mua hồn không đó con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nghệ sĩ Hải Lý Trung và đám anh hài Bảo Trung. Cảm ơn anh với tiểu phẩm Lan và Điệp Tân Thời. Có quà hả anh? Có quà tặng anh hả? Rồi, anh Trung ơi, cảm ơn khán giả tặng quà cho anh nha. Dạ, khán giả hôm nay dễ thương quá. Vỗ tay rất là lớn, còn tặng quà cho nghệ sĩ rất nhiều nữa. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều.